Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trong sáng 15 tháng 10, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành các lệnh khởi tố bị can, lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đình Dự và ông Hà Thế Anh, cùng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Quang Trung, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính và ông Nguyễn Văn Truyền, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính. Những bị can trên bị bắt, bị khởi tố do liên quan tới vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý. Trước đó ngày 30 tháng 9, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương cùng 4 bị can liên quan đến vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, các bị can bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm có Trần Văn Công, sinh năm 1960, trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Sương Chu Đức Khương sinh năm 1979, trú tại phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Quảng Sương. Mai Ngọc Tứ sinh năm 1970, trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Trung, huyện Quảng Sương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương. Lê Đình Khoa, sinh năm 1974, trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Quảng Sương, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương và Nguyễn Văn Luyện, sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, cán bộ địa chính Ủy ban nhân dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Chính, huyện Quảng Sương. Cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ thuộc lực lượng an ninh công an tỉnh Thanh Hóa thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật. Hiện nay vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành Nam Bộ đang có mưa lớn kèm rông, sấm sét vang trời. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hình thế gây mưa rông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ là do không khí lạnh có cường độ suy yếu chậm, dạnh áp thấp xích đạo có trục khoảng 6 đến 9 độ vĩ bắc, nhiễu động gió đông trên cao, tác động tốt đến thời tiết Nam Bộ. Từ chiều 14 tháng 10, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết và định vị xét cho thấy vùng mây rông đang phát triển và gây mưa kèm rông xét trên khu vực thành phố Thủ Đức. Cũng theo đài khí tượng trên, kết hợp theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang tồn tại trên khu vực tỉnh Đồng Nai, Cẩm Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, Châu Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, quận 5, Long An, Châu Thành, Tiền Giang, Chợ Gạo, Gò Công Tây, Bến Tre, Bình Đại, Rồng Trôm, Ba Chi, Mỏ Cái Bắc, Mỏ Cái Nam, Cà Mau, Ngọc Hiển, Nam Căn, Phú Tân. Ngoài ra, vùng mây ven biển Cà Mau tiếp tục mở rộng thêm. Ngoài ra, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và đêm 15 tháng 10, ở khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và giải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Cục bộ có nơi trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100 mm trong 6 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. Mới đây, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc gây dối trật tự xã hội xảy ra tại nhà ông Ngô Văn Lư, 55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc. Ông Ngô Văn Lư bị nhóm người hành hung dẫn đến nhập viện sau khi ông làm bài thơ đăng trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lư đăng lên Facebook khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến nhà yêu cầu ông Lư gỡ bài đăng. Anh Ngô Văn mươi 32 tuổi, còn ông Ngô Văn Lư, người bị đánh nói Ba tôi đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng đa chấn thương, chỉ tỉnh một lát, nói ú ớ rồi lịm đi. Anh Ngô Văn Luýt cho hay người nhà nhóm người đánh ba tôi có vào viện thăm hỏi, đưa tiền, muốn gia đình tôi giảng hòa, giảm nhẹ sự việc. Nhưng tôi nhất quyết không thỏa hiệp, không dùng dưỡng cho những đối tượng có hành vi phạm tội, coi thường tính mạng của người khác. Cũng theo anh Ngô Văn Luyết, nguyên nhân bố anh bị hành hung có thể xuất phát từ câu chuyện vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10, Hội nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng truyền do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn, khiến các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Sau đó bố anh đã viết một bài thơ châm biếm kể về giải bóng truyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook. Có thể từ đây, những người trên đã đến nhà hành hung bố của anh. Vừa qua, Ủy ban nhân dân xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền đang huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục, dọn dẹp lại nhà cửa sau trận ngập lụt xảy ra dạng sáng 14 tháng 10. Đồng thời, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ hoặc đề xuất hỗ trợ người dân bị thiệt hại. Trước đó, sau nhiều giờ mưa lớn, nước trên sông Đại Bình, đoạn qua thôn 15 và 16, xã Lộc Thành đột ngột dâng cao. Dòng nước lớn kéo theo bùn đất tràn vào làm ngập nhà hàng chục hộ dân sát bờ sông trong đêm. Nhiều nhà bị ngập sâu hơn 1 mét. Ngập lụt bất ngờ khiến nhiều hộ dân tại đây không kịp trở tay. Gia cầm, gia súc và nhiều tài sản bị cuốn trôi hoặc nhấn chìm, hư hỏng. Đặc biệt, nhiều tài sản, máy móc, vật dụng sinh hoạt có giá trị như xe máy, tivi, tủ lạnh, máy giặt của các gia đình bị lũ cuốn trôi hoặc làm hư hỏng. Ngoài ra, hàng chục hecta cây trồng của người dân dọc theo bờ sông Đại Bình như cà phê, sầu riêng bị ngập sâu trong nước. Rất may, trận lũ quét không gây thương vong về người. Thời gian qua xuất hiện những trận siêu bão gây ảnh hưởng lớn và hậu quả nặng nề. Theo lý giải của chuyên gia, hiện tượng thời tiết này là do tác động của một số yếu tố khí hậu và môi trường. Lý giải nguyên nhân vì sao thời gian qua trên toàn cầu xuất hiện những trận siêu bão gây ảnh hưởng lớn và hậu quả nặng nề. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nhiệt độ bề mặt đại dương ấm lên khiến lượng hơi nước trong khí quyển gia tăng. Điều này tạo điều kiện cho các cơn bão mạnh lên về cường độ và trong tương lai, những cơn bão có cường độ mạnh trên cấp 17 sẽ gia tăng. Theo ông Khiêm, thời gian qua có nhiều bão mạnh, siêu bão trên thế giới như Gemi, Iagi, Kraton hay Helen, Milton là do tác động của một số yếu tố khí hậu và môi trường. Cũng theo ông Khiêm, hiện tượng Enso năm 2024 với sự chuyển pha từ Enino sang La Nina nhanh chóng đã làm mất cân bằng nhiệt ẩm đại dương, góp phần cung cấp năng lượng cho sự hình thành và phát triển của bão. Thêm vào đó, biến đổi khí hậu toàn cầu khiến nhiệt độ đại dương và khí quyển tăng, cung cấp thêm năng lượng và hơi nước cho các hệ thống thời tiết, dẫn đến nhiều cơn bão mạnh hơn. Ông Khiêm nhấn mạnh, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 8 tháng năm 2024 đã cao hơn 0,7 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020 và năm 2024 có thể trở thành năm nóng nhất được ghi nhận. Ông Khiêm chia sẻ, khi nhiệt độ tăng, số lượng và cường độ các cơn bão mạnh cũng sẽ tăng theo. Ông Khiêm cho biết, dự báo từ nay đến hết năm, bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, trung bình nhiều năm là 4,5 cơn. Trong đó số cơn bão áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm, trung bình nhiều năm 1,9 cơn, tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và các tỉnh phía Nam.